Chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. À, trên tay em ngày hôm nay đang cầm để giới thiệu tới anh em một sản phẩm đó chính là cái xi nhan gương của xe Toyota Vios 2011. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp. À, với cái xi với cái thiết kế của xi nhan gương này thì là phía mặt trước của nó là Mica, mặt sau là nhựa ABS cao cấp. À, bên trong là có báo có bóng đèn đây anh em nhìn thấy không ạ bóng đèn vàng đó à, đây là cái đuôi đã chờ sẵn rồi ra à, chúng ta gài chỉ gài ở cái rắc đã chờ sẵn ở trên gương là xong đây anh em nhé à, cái pha, sản phẩm phía sau phía chân của nó chính là nhựa abs này ba à, điểm này là ba điểm chúng ta gài và bắt vào cái chỗ gương đấy đã có chờ sẵn à, ngày hôm nay em đang cầm à, đó chính là cái sản phẩm bên lái ạ à, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp em xin chào